Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nha La Ca. Và tối hôm nay là tối thứ sáu cuối tuần, quý vị. Nha La Ca sẽ hướng ra phía quảng trường Lâm Viên cũng như là Hồ Xuân Hương, rồi đi dạo một vòng để cập nhật về tình hình Đà Lạt cũng như là du lịch về cuối tuần ở tại thành phố Đà Lạt cho quý vị ha. Hôm nay thì Nha La Ca vừa đi cũng như là vừa quay và vừa nói chuyện với quý vị luôn, quý vị. Bình thường thì Nha La Ca hay thường là quay xong về sau đó thì mới bắt đầu thuyết minh, quý vị. Tuy nhiên hôm nay thì Nha La Ca sẽ vừa đi vừa nói chuyện vừa trò chuyện cùng quý vị luôn. Tối nay là cuối tuần rồi, quý vị. Tối nay cuối tuần, ngày 12 tháng 5 là cuối tuần rồi. Tuy nhiên ra đường ở phía trước mặt chúng ta đó là quảng trường Lâm Viên cũng như là con đường Trần Quốc Toản phía trước đường phía trước quảng trường Lâm Viên á. Nó khá là vắng luôn, nó khá là êm ả. Nó giống như một cái ngày bình thường. Và kỳ này thì cuối tuần thì thường là du khách sẽ đến với một cái số lượng nó vừa phải. Tuy nhiên là kỳ này thấy khá là vắng, quý vị. Không biết là vì sao. Có lẽ là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa rồi thì du khách cũng đã đến thành phố Đà Lạt rồi. Còn sắp tới đây là kỳ nghỉ hè, cho nên có lẽ là du khách sẽ để dành cho kỳ hè, quý vị. Một phần nữa là do là vấn đề thời tiết, quý vị. Thời tiết Đà Lạt thì mùa này mưa quá trời mưa luôn. 10 ngày trở lại đây thì ngày nào cũng có mưa. Có nhiều hôm thì mưa tầm tã từ sáng cho tới tối luôn. Còn mấy ngày hôm nay thì buổi sáng thì trời nắng, có khi là ấm u một tí, nhưng buổi chiều tới tối lại bắt đầu đổ mưa, quý vị. Như hồi nãy đây thì trời vừa mới mưa xong nên bây giờ Nhân Lạc sẽ đi dạo ra quảng trường Lâm Viên, rồi bây giờ Nhân Lạc sẽ hướng về phía chợ đêm Đà Lạt cũng như là khu Hòa Bình để gửi tới quý vị những cái hình ảnh vào tối ngày hôm nay. Cũng lâu rồi, quý vị, Nha La Ca không có đi dạo vào ban đêm để gửi tới quý vị những cái hình ảnh về ban đêm. Hôm nay thì tranh thủ một cái ngày cuối tuần, quý vị. Mấy đứa nhỏ vừa chở tụi nhỏ đi học, khoảng 8 giờ mới đón mấy đứa, quý vị. Cho nên là bây giờ tranh thủ đi một vòng rồi sau đó về đón mấy đứa nhỏ, quý vị. Trước mặt chúng ta đây có một cái xe người ta chở bánh bao đi bán, quý vị. Thì có bếp than, rồi ở trong đó là bánh bao, rồi bánh bao đi, bánh bao nóng hổi thơm ngon. Thì bây giờ thì người ta dùng công nghệ đó, vì người ta dùng cái loa, cái máy người ta phát. Thì ngày xưa thì ông bà chúng ta thì đi phải rao đây, phía trên đập cầu Ông Đạo cũng có những đoàn khách người ta đi lui đi tới đây để ngắm cảnh. Và đoàn khách này là người Hàn Quốc, quý vị. Ở đây là người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc kỳ này tới Đà Lạt du lịch cũng nhiều, vì chuyến bay thẳng từ Đà Lạt mà đi Busan thì được mở, cho nên là khách quốc tế chủ yếu là Hàn Quốc người ta tới Đà Lạt rất nhiều. Mấy hôm nay Nha La Ca đi review các cái khu du lịch đó, thì các cái khu du lịch người nước ngoài cũng nhiều. Và trước mắt chúng ta đó là chợ đêm Đà Lạt với con đường là Nguyễn Thị Minh Khai, quý vị. Trong chợ đêm Đà Lạt thì hàng quán ăn uống quá trời luôn. Tuy nhiên thì du khách thì cũng ít, quý vị ha. Du khách thì thưa thớt thôi. Không có đông như là những cái ngày cuối tuần trước đây. Thì bây giờ thì cũng mới mưa xong, đường thì ướt nữa. Đây là cháo gà, bánh canh, bún riêu, cua, xiên nướng. Ở đây có quán ốc lan nè.
Mùa này người ta bán sầu riêng cũng nhiều quý vị. Đây những quả sầu riêng. Trong kia là những quầy hải sản, ốc. Đây. À đây cũng người Hàn Quốc nhiều quý vị. Mà khi Nhân Lạc Cà đi review hoặc là đi du lịch quý vị thì Nhân Lạc Cà nhận thấy một cái điều á là khách Việt Nam mình á đi du lịch thì cũng nhiều, tuy nhiên mà mua sắm không có bằng khách nước ngoài quý vị. Thì khi mà vào các cái khu du lịch đó thấy khách nước ngoài người ta mua những cái sản phẩm của đồng bào nè, rồi những cái đồ lưu niệm á ở Việt Nam á, người khách nước ngoài người ta mua rất là nhiều. Còn khách Việt mình cũng ít mua lắm quý vị. Phải đi ngắm. Và lại cái sức mua sắm mà sau khi mà hết dịch xong á, bây giờ du lịch trở lại thì sau khi hết dịch xong người ta đi du lịch lại thì người ta thấy cái sức mua sắm nó không còn giống như trước nữa quý vị. Thường thì mấy cái quầy đặc sản này nè quý vị. Thì vào cuối tuần khi mà du khách đến xong thì khi mà người ta về á là từng người giỏ sách quá trời quá đất luôn quý vị. À giỏ sách quá trời người ta mua về. Tuy nhiên thì kỳ này người thấy người ta đi du lịch thôi chứ người ta ít mua lắm. Cho nên là sức mua đi du lịch là thấy là vui rồi quý vị, còn mua sắm thì nói chung là giảm bớt rất là nhiều. Ở đây thì các cái quầy hoa cũng được trang trí lại, được làm mới lại các cái bảng hiệu nữa quý vị. Bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ đi vào trong khu vực chợ đêm. Trong khu vực này là khu vực bán đồ thời trang vào ban đêm quý vị. Thời trang, áo quần, một số các cái loại đặc sản như bông artiso, rồi bánh mứt, dâu tây. À, cũng khá là vắng quý vị ha. Bây giờ là đã 7:30 tối. Tuy nhiên hàng quán thưa thớt. Đây áo quần, đồ rằn ri các kiểu, thời trang quá trời luôn quý vị. Vô đây thì không có thiếu gì luôn. Nếu mà chúng ta không đi mà quên mang áo ấm là vô đây mua quá trời áo ấm luôn, áo len, khăn toàn cổ. $100,000, $50,000, đồ gì cũng có. Hai chị em lựa đồ. Và chợ đêm thì đa số là các bạn trẻ là chính quý vị. Vì các bạn trẻ ban đêm thì tập trung ở quảng trường Lâm Viên hoặc là chợ đêm Đà Lạt. Đây thêm một đoàn khách Hàn Quốc nữa quý vị. Nên là khách Hàn Quốc rất là nhiều luôn. À, người như Nhân Lạc Cà nói thì người Hàn Quốc thì người ta mua sắm, sức mua của người nước ngoài nó nhiều hơn so với người Việt của mình. Người Việt của chúng ta thì mùa này đi du lịch thì chỉ ngắm thôi, nhiều khi chi tiêu ăn uống cũng ít, chỉ phục tới để đi du lịch là chính thôi quý vị ha. Đà Lạt thì mùa này thì bắt đầu là mưa nhiều rồi quý vị.
mưa nhiều cho tới hè. Hè xong tới tháng 9, tháng 10 luôn quý vị. Bắt đầu tháng 11 mới bắt đầu nắng trở lại. Còn mùa này thì mưa nhiều. Đặc biệt khi mà chúng ta nghe tin là có áp thấp nhiệt đới hoặc là có bão là coi như là Đà Lạt là mưa suốt ngày luôn. Cho nên vừa rồi là ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới xong cái là Đà Lạt mưa tới giờ luôn, vì mưa cả chục ngày nay, chiều nào cũng mưa. Có bữa mưa lớn, có bữa mưa nhỏ. Ở trong này thì có cái cửa hàng của Lan Farm vậy. Tối nào cũng có, tối cuối tuần thì có các cái chương trình ca nhạc. Các anh người đồng bào người ta xuống đây để người ta biểu diễn các cái bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên như là Giấc Mơ Chabi. Đấy, chợ đêm Đà Lạt cuối tuần cũng vắng vẻ quá quý vị ha. Bây giờ nhắc là cả sẽ hướng lên phía trên khu Hòa Bình, dọc lên con dốc Lê Đại Hành quý vị. Bình thường mà khi mà du khách đông thì trên con dốc Lê Đại Hành này tập hợp rất là nhiều các cái nghệ sĩ đường phố quý vị, biểu diễn, nào là các cái nhạc công, rồi thổi kèn, thổi saxophone hay là kéo violon. Tuy nhiên những tuần vừa rồi thì khá vắng du khách, cho nên là những nghệ sĩ đường phố ban đêm người ta cũng không có ra đây biểu diễn nữa, vì người ta có biểu diễn thì cũng không có ai xem, rất ít người, cho nên là họ nghỉ ngơi. Nên chúng ta thấy đường phố ban đêm khá vắng vẻ. Ở đây thì có bãi đỗ xe, có thu phí nữa quý vị. Trước đây thì phản ảnh thu phí tính theo lượt, mà không biết là đợt này như thế nào. Tuy nhiên là khi mà trúng thầu giá vé cao, trúng thầu với giá thầu cao thì đương nhiên là người ta cũng sẽ thu phí rất là cao rồi. Bây giờ nhất là cảnh sẽ hướng xuống phía con đường Trương Công Định quý vị. Đây là con dốc Trương Công Định, ngày xưa được mệnh danh là phố Tây, nhưng kỳ này thì cũng khá là vắng rồi. Không có khách Tây cũng không có nhiều. Tuy nhiên thì có thì họ cũng tập trung ở con đường này vào cuối con dốc Trương Công Định là để người ta uống cốc tai, nhâm nhi những cái ly rượu ở những cái quán bar, quán pub ở trên cái con đường này quý vị. Con đường này là một trong những cái cung đường cũng khá là đẹp, nó dốc thoải thoải nè quý vị. Và nhà cửa đây người ta bố trí trước mặt thì có Nguyệt Vọng Lầu quý vị, một cái điểm mà check in rất là nhiều du khách thích ghé để mà check in. Còn cuối con dốc Trương Công Định là con đường Phan Đình Phùng. Đây thì có những cái quán bar, quán pub mà khách Tây hay ngồi quý vị. Còn phía dưới đây là con đường Phan Đình Phùng.
Trước mặt chúng ta có khách sạn River Prince, ngày trước là cái rạp Ngọc Hiệp đó quý vị. Còn đây là con dốc Trương Công Định. Bây giờ nhớ là cài sẽ hướng về phía con đường Phan Đình Phùng quý vị. Trên đường Phan Đình Phùng này ngày nay là đường mà kinh doanh rất là phát triển luôn. Ở đây thì có FPT Shop nè, cửa hàng FPT Shop, rồi nhà hàng chay Hoa Sen nè. Nhà hàng chay Hoa Sen hôm trước nhân là cả cũng có giới thiệu về các món ăn chay ở Đà Lạt á, có nhà hàng chay Hoa Sen. Đối diện nhà hàng chay Hoa Sen này có khách sạn Hoa Sen nè. Bên kia thì có một cái shop chuyên về đồ hiệu, các cái hiệu như là Levi's, rồi Nike, rồi Adidas. Đấy, đây là ngã ba Cẩm Đô quý vị ha. Ngã ba Cẩm Đô thì hiện nay thì có một con đường mà ngắn nhất ở Đà Lạt, được mệnh danh là con đường ngắn nhất ở Đà Lạt quý vị. Ngắn nhất ở Đà Lạt đó là con đường Tảng Đà, khoảng có 100m à. Rồi khách sạn, đây là khách sạn Thắng Lợi, trước đây là bây giờ là khách sạn Sandan, Sandan Flora. Phía đối diện là dốc nhà làng quý vị. Con dốc nhà làng ở trên đó có rất là nhiều các cái quán bánh căn. Ở đây thì có một cái thương hiệu áo quần của Việt Nam. Thương hiệu này kỳ này mà đi ra ngoài đường thấy người ta bận rất là nhiều luôn. Đó là Jody, một cửa hàng lớn ở trên đường Phan Đình Phùng. Còn bên đây là bệnh viện Đa khoa Phương Nam. Rồi đây cũng có một cái store, một cái cửa hàng cũng khá là nổi tiếng của một thương hiệu, đó là Adidas. Mấy cửa hàng này mà lâu lâu có sale rồi nhưng là cả cũng hay vô mua lắm quý vị. Ví dụ như là sale 30%, 50% á, ghé vô mua. Chứ bình thường là giá rất là mắc, một đôi giày á 3-4 triệu quý vị. Nhưng mà khi sale tầm giá cỡ 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu gì đó là mình vô mua 1-2 đôi để dành, để mang quý vị. Đây là đoạn đường Phan Đình Phùng mà chạy thẳng tới là gặp đường 3 tháng 2, đường ngã ba Việt Anh, rồi cầu Nhà Đèn đó quý vị. Bình thường là cuối tuần là những cái con đường này nó rất là đông, tuy nhiên hôm nay chúng ta đi đường nó rất là thông thoáng. Kinh doanh buôn bán thì cũng cầm chừng thôi quý vị. Nói chung là với tình trạng này thì có lẽ là còn kéo dài. Trên đường 3 tháng 2 ngay đoạn này kỳ này có nhiều quán ăn lắm quý vị. Trước mặt chúng ta là bánh mì xôi, xôi dách. Rồi shop hoa, các cái thương hiệu thời trang UN, rồi các cái khách sạn dọc lên con dốc Duy Tân. Với tình hình mà kinh tế chưa có ổn định như thế này, kinh tế chưa ổn định rồi tình hình chiến tranh,
rồi tình hình dịch bệnh, các cái công ty thì phá sản, chúng ta thấy hàng ngày trên báo chí ở Sài Gòn thì có một số các cái công ty nước ngoài người ta đóng ở Việt Nam rất là lâu rồi, tuy nhiên giờ thì không chịu nổi các cái tiền thuê mặt bằng, rồi kinh doanh thì ế ẩm, người ta phải tuyên bố phá sản, trả mặt bằng về nước luôn. Và đây là con đường Nguyễn Văn Cừ, quý vị. Đường Nguyễn Văn Cừ này cũng phát triển kinh doanh, đây có tiệm bánh Liên Hoa, rồi lẩu khắp Bung Kha của Thái Lan, biển máy xanh. Hiện nay ban đêm thì Đà Lạt nhiệt độ khá là mát mẻ, vì ban đêm là 17-18 độ C, rất là mát mẻ luôn. So với các cái tỉnh thành ở khu vực miền Nam thì Đà Lạt là khí hậu tuyệt vời nhất. Đây có một cái shop rất là lớn luôn, FM. Bây giờ Nhân Lạc sẽ vòng lên trên con đường Nguyễn Chí Thanh, quý vị. Đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những cái cung đường khách sạn ở Đà Lạt. Trên đường này thì kinh doanh khách sạn và khách sạn không thôi. Có nhiều bạn kinh doanh khách sạn, các bạn trẻ, quý vị, kinh doanh khách sạn mà trong một cái thời gian ế dài như này, rồi lâu lâu chỉ có vài ngày lễ đông khách thôi, cho nên là thuê khách sạn, nhiều khi thuê khách sạn một cái căn khách sạn mà ngay mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh này nè, một tháng tiền mặt bằng rất là cao, quý vị, một tháng tiền mặt bằng là 50-60 triệu, thậm chí những khách sạn nhiều phòng giá 90 triệu tới 100 triệu một tháng, giá rất là cao luôn, chịu không nổi nhiệt. Nhiều bạn là phải trả khách sạn để chuyển qua hướng kinh doanh khác. Và trên đường Nguyễn Chí Thanh thì có quán Ốc Trang này, quý vị. Quán Ốc Trang này trên đường Nguyễn Chí Thanh này nó cũng khá là nổi tiếng luôn, ban đêm người ta ghé Ốc Trang này ăn rất là nhiều, và bán cho tới khuya, bán cho tới 2-3 giờ sáng, quý vị. Bán cho tới 2-3 giờ sáng. Hiện nay ở Đà Lạt có nhiều người ta cũng bán. Trước đây á, khi mà mua những cái căn khách sạn, mua những căn villa để kết hợp với hình thức là vừa ở, vừa nghỉ dưỡng, vừa kết hợp với là kinh doanh lưu trú du lịch, quý vị. Những cái căn khách sạn đó thời trước dịch đó, giá rất là cao luôn, tới 20-30 tỷ một căn. Xong bây giờ thì xong dịch rồi, cầm cự rồi, tiền lãi suất ngân hàng, ngày nay rất là cao luôn, lãi suất ngân hàng cao, chịu không nổi. Bây giờ người ta bán những cái căn villa, bán khách sạn rất là nhiều. Tuy nhiên thì bán vậy chứ người ta cũng không bán lỗ đâu, quý vị. Giá cũng rất là cao luôn. Những căn khách sạn giờ đây giá toàn là vài chục tỷ không. Đó, quý vị thấy trên đường này là khách sạn và khách sạn không thôi. Cho nên là ban đêm mà chúng ta bắt gặp khách du lịch, người ta đi bộ vòng vòng đây là đi ra khu Hòa Bình. Tại vì con đường này mà đi ra khu Hòa Bình cũng như là chợ đêm Đà Lạt chỉ có vài bước chân thôi, cho nên là du khách chọn ở đây rất là nhiều. Và mùa này thì giá khách sạn nó quá là rẻ rồi, quý vị. Giá khách sạn mùa này thì 400-500 là ở khách sạn dọc đường Nguyễn Chí Thanh này được rồi. Còn mùa lễ Tết thì nó tính tiền triệu không, chứ còn mùa này thì ở khách sạn này rẻ nè, 400-500 thôi, thậm chí là 300-400 có nữa. Cái nên mùa này đi du lịch thì chúng ta tiết kiệm được chi phí, giá rẻ, quý vị, tiết kiệm được chi phí rất là nhiều.
với tình hình suy thái kinh tế kiểu này, quý vị, tình hình mà du lịch ế ẩm cũng như là kinh tế mà đi xuống mà chưa có khôi phục như thế này, thì theo dự đoán là phải tới hết năm 2024, còn hết năm 2024 thì mới có thể là khả quan hơn. Còn bây giờ thì cứ tăng đây có quá trời và các cái quán nướng nè, gỏi mít nè, sữa đậu nành. Ở đây thì mấy quán hột vịt lộn cũng nhiều lắm quý vị. Nguyên dọc này người ta bán hột vịt lộn nè, bánh canh nè, súp cua nè, quá trời món ăn vặt luôn. Ban ngày là tiệm vàng, còn ban đêm là ban ngày là mở cửa ra là tiệm vàng, nhìn là vàng chóe chóe luôn. Còn ban đêm là trứng vịt lộn và đồ ăn vặt. Đây là con đường Phan Bội Châu vậy, một bên là người ta xây dựng nhà cửa đẹp, còn một bên thì nhà cửa lụp sụp vì nó nằm trong diện quy hoạch quý vị, cho nên ở đây không được xây, được phép xây dựng hết. Nói chung là quy hoạch ở đây thì treo bao nhiêu năm rồi quý vị, mấy chục năm luôn. Có những cái khu quy hoạch như là khu ấp Ánh Sáng, rồi con đường Phan Bội Châu này là coi như là suốt năm suốt tháng là coi như ở những cái căn nhà lụp sụp, muốn xây dựng cũng không được. Bên đối diện với khu Cooling Đà Lạt Center thì có một cái quán khá là mới quý vị, đây là Hồng Công Quán. Nhưng là cả cũng chưa có vào đây review, cũng chưa ăn nữa, để khi nào vào review ăn thử gửi tới quý vị. Xa xa kia là một tiệm vàng bạc trang sức đá quý Doji. Còn bên này là phố Trà Chanh, bếp ăn Đà Lạt, một cái quán mới nè quý vị. Bên đây là KFC. Còn phía trên là căn hộ cao cấp cũng như là Đà Lạt Center. Đây tiệm vàng bạc trang sức. Còn đây là BBQ ở trên đường Phan Bội Châu. Hồi trước quán này cũng đông khách lắm, nhưng mà mùa này thì chúng ta thấy nó cũng vắng, cũng ế luôn. Còn đây là khách sạn Cooling. Và phía trong đó là Đà Lạt Center, chợ mới. Phía trên này là vừa là khách sạn, vừa là căn hộ cho thuê, căn hộ cao cấp. Ở trên đường Phan Bội Châu này thì có một cái quán phở rất là nổi tiếng nè quý vị. Đây là quán phở Tam Hoa, bò nhúng Tam Hoa. Hôm trước nhớ là cả cũng review rồi. Vô đây ăn một cái tô phở rất là hoành tráng luôn. Hình như là bữa đó chắc là cả ăn tô phở này tới 150.000 đồng luôn á. Tô đặc biệt quý vị. Còn nếu mà chúng ta ăn tô bình thường thì 60-70.000 thôi. Bây giờ nhớ là cả đang vòng lên con đường Bùi Thị Xuân quý vị. Đường Bùi Thị Xuân này cũng là một cái cung đường khách sạn, cung đường du lịch ở Đà Lạt. Vào những cái ngày cuối tuần, vào dịp mà đông khách là đường này là kẹt xe kinh khủng lắm. Tuy nhiên hôm nay chúng ta không thấy là đường phố thông thoáng, mát mẻ. Đường mùa này mà đi dạo chơi Đà Lạt, cứ xách xe đi vòng vòng đi dạo chơi Đà Lạt, cũng như là xách ô tô đi ra ngoài đường là không có sợ kẹt xe quý vị. Chứ mà cứ mùa hè với lễ Tết á, có ô tô là để ở trong nhà thôi. Nhưng là cà cũng vậy thôi quý vị. Có ô tô tuy nhiên là mưa gió chở con cái hoặc là đi chơi, chứ còn mà lễ Tết là xe ô tô là trùm mền lại cho ở nhà. Trên đường Quỳ Xuân này cũng rất là nhiều các cái quán ăn quý vị. Đà Lạt ở đây có Chiêu Hao, ở đây có mì cay cấp 7 độ, cháo ếch, cháo sườn Singapore nè quý vị. Đây là một cái quán cũng thu hút rất là nhiều giới trẻ.
Rồi ở đây có những cái khách sạn rất là to luôn, khách sạn này là 3 sao nữa quý vị. À, Marigold nè, rất là hoành tráng luôn. Đường Bùi Sơn này nếu mà chúng ta ở khách sạn thì nó rẻ hơn so với con đường Nguyễn Chí Thanh quý vị. Cho nên nếu mà ai thích thì ở những cái con đường như này thì giá rẻ hơn. Còn đi ra trung tâm cũng gần, thì cũng chỉ quá 300-400 mét là đi ra tới trung tâm rồi. Cho nên thay vì chúng ta ở những cái con đường đắt đỏ như con đường Nguyễn Chí Thanh hay là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì chúng ta ở những con đường này thì nó cũng tốt hơn. Đây có lẩu gà lá é nè quý vị. Lẩu gà lá é tao ngộ. Ngày nay thì đi đâu thì chúng ta cũng bắt gặp những cái quán lẩu gà lá é tao ngộ. Rồi có quán Woodstock, một cái phong cách một phong cách giống của Bắc Âu quý vị. Rồi bên này thì trước mặt là chúng ta là khách sạn God Valley. Còn bên này thì có một cái quán nướng ngói. Quán này thì cuối tuần đông khách lắm quý vị, nhưng hôm nay thì một cái lượng khách thì cũng vừa phải. Rồi đây khách sạn God Valley, khách sạn 4 sao. Và đây thì quán lẩu bò Ba Toa quý vị. Lẩu bò Ba Toa, chi nhánh mới của quán lẩu bò Ba Toa ở trong khu Ba Toa quý vị. Nay người ta mở ra đây để cho nó không gian nó rộng rãi, thoáng hơn. Và chúng ta thấy cuối tuần thì chúng ta thấy là quán này cũng khá là đông du khách, quá đông thực khách ghé tới ăn uống. Đó, còn đường Bùi Thị Xuân. Đường Bùi Thị Xuân này từ từ ngã dưới Hồ Xuân Hương mà đi lên tới ngã năm đại học luôn quý vị, là tới trường đại học Đà Lạt luôn á. Đây là một con đường dài và là một con đường mà cũng đắt đỏ khách sạn không thôi. Chúng ta cũng hy vọng là dịch bệnh qua đi, kinh tế thì ổn định trở lại quý vị ha. Rồi tình hình thế giới như là chiến tranh Nga Ukraine nó bớt phức tạp thì kinh tế sẽ ổn định. Tối tối mà đi dạo Đà Lạt này mát mẻ lắm quý vị. Ở đây có quán lẩu bò Hạnh nè. Đây là một trong những quán lẩu bò mà xưa lắc ở Đà Lạt quý vị. Mà tối nay thì chỉ thấy có hai bạn trẻ ngồi ăn thôi. Nên nhìn đường phố cũng như là khách sạn mà vắng khách như thế này thì tình hình là nó ế chung quý vị. Cho nên là hàng quán chỗ nào cũng ế, trừ một số quán mà ngon, quán nổi tiếng thì đông khách thôi. Chứ còn mà mấy quán bình bình là cứ ế đều đều cho tới hè luôn quý vị. Và chúng ta cũng hy vọng là hè du khách sẽ đi du lịch nhiều hơn. Rồi với những cái chính sách về visa thị thực ở Việt Nam đang có sự thay đổi, giống như Phú Quốc bây giờ nó có những cái chính sách là miễn thị thực cho khách nước ngoài luôn quý vị. Cho nên là với những cái chính sách mở như vậy thì hy vọng là sẽ đón được nhiều khách quốc tế. Ở trên đường Bùi Thị Xuân này thì có một cái bệnh viện mới quý vị. Đây là bệnh viện Mắt Sài Gòn, địa chỉ 64 Bùi Thị Xuân, phường 2 thành phố Đà Lạt. Và từ khi mà Nhân Lạc thấy từ khi khai trương mà mở bệnh viện mắt này cho tới giờ thì thấy cũng khá là vắng. Nói chung là cũng rất là ế bệnh nhân.
Như vậy hôm nay Nhân Lá Cà đã dạo phố, đi những cái con phố thân quen ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt vào một đêm tối cuối tuần, gửi tới quý vị những cái hình ảnh ở tại thành phố Đà Lạt, cũng như là cập nhật cho quý vị một số thông tin về thời tiết, du lịch cũng như là cuộc sống ở tại thành phố Đà Lạt quý vị ha. Nhân Lá Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ tinh thần Nhân Lá Cà nhé. Còn bây giờ thì Nhân Lá Cà sẽ đi về, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.